Dạ, chào các bạn. Hôm nay một buổi chiều ngày hôm nay đã là ngày 27 tháng 4 nhưng mà năm 2020 rồi. Chỗ này là dịp đang đi trên đường DT786 đi về hướng khu vực ở thành phố Tây Ninh. Trước đây là thị xã Tây Ninh như bạn, bây giờ vẫn còn gọi quen là thị xã Tây Ninh. Một buổi chiều trời nắng đẹp như các bạn. Mấy ngày nữa là nghỉ lễ ở Vân Tư muốn tới lao động. Năm nay là một năm rất là đặc biệt, năm 2020 như các bạn. Được nghỉ Tết Canh Tí rất là dài. Không mà tới nghỉ phòng dịch virus. Giờ nghỉ lễ. Chiều nay thì có việc đi qua bên thị xã Tây Ninh, chứ quảng là thành phố Tây Ninh. Này là cái hướng từ Thanh Điền đi qua. Đi thẳng một đoạn là mình sẽ tới khu vực ở cái ngã ba, gọi là cái ngã tư quốc tế nhưng mà. Thì kết thúc cái mùa dịch này thì học sinh trở lại trường học thì bắt đầu đường phố chuẩn bị rộn rã hơn như các bạn. Trường lớp nó trở lại nhịp sống bình thường, đông vui, tấp nập. Người người lại hối hả với những cái công việc của mình. Chỗ này sẽ đi hướng về huyện Châu Thành như các bạn. Rẽ trái mình sẽ đi trại gà. Đây mình sẽ đi qua cái hướng quẹo qua bên Châu Thành. Bên phải là đường vào chợ Tây Ninh như bạn. Nhiệt độ Tây Ninh cái mùa tháng 3, tháng 4 này như bạn là nhiệt độ tương đối cũng cao. Buổi trưa lên khoảng 36-37 độ C như vậy. Buổi tối thì xuống khoảng chừng 25-26 độ. Nên là nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm nó khoảng gần 10-12 độ như vậy. Ngày nắng nóng và buổi tối thì nó xuống là. Nên nếu mà cái nắng thì cái nắng Tây Ninh thường người ta ví là Tây Ninh nắng cháy da người á. Trước này cái ngã ba này rẽ phải là sẽ đi qua cái đường đường Gia Long cũ như các bạn, rồi sẽ rẽ bên tay trái. Trái hướng này sẽ đi lên cái huyện là huyện trung tâm thị trấn huyện Châu Thành. Này là phục tử phường 1 thành phố Tây Ninh.
mẹ tao bán nhiều đồ inox á, nhiều cửa hàng kinh doanh nhiều bạn. Wow, biệt thự luôn. Rồi, hôm nay là đường ngã ba đi thẳng huyện Châu Thành. Chùa Giác Ngạn. Khu nhà ở này là nhà liền kề. Đây là ngã ba này, rẽ phải là sẽ đi ngã tư Bình Minh như vậy, sẽ đi thẳng qua bên huyện Châu Thành. Giờ này thì là buổi chiều, trời nó cũng buông dần. Ở Tây Ninh thì khoảng 6 giờ, năm mấy 6 giờ nhưng mà mặt trời nó vẫn còn chói chang. Buổi sáng 5 giờ mặt trời mọc rồi. 5 giờ 30 rồi đấy, trời xuất hiện rồi nhưng mà. Đây là đang mùa này nó nắng rất gắt. Phải là giáo xứ Phong Cốc à. Châu Thành này có mấy giáo xứ như vậy. Ngã tư này là chỗ đường tránh của lộ 22 đã như vậy, về trái đi Gò Dầu, đi thẳng là mình sẽ đi Châu Thành, phải là mình sẽ đi hướng vào Sư Năm. Xe tải là sẽ đi đường tay trái là như vậy, đường tránh quanh thành phố Tây Ninh, đi từ Sài Gòn lên đó. Để đến khu vực cửa Bích Một, có rẽ qua đường tránh này. Muốn đi lên cửa khẩu Sa Mát đó như bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng đêm đi qua đường phố Tây Ninh từ cái ngã tư quốc tế đi về hướng khu vực thị trấn Châu Thành. Huyện Châu Thành, Tây Ninh, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.